Trên địa bàn xã Phước Trung hiện có hai hồ chứa nước là hồ Phước Trung và hồ Phước Nhơn, cung cấp nước tưới cho trên 200 hectare đất sản xuất của bà con trên địa bàn xã. Đến thời điểm này, hai hồ chứa nước đã ở mực nước chết, do đó tình hình trồng trọt, chăn nuôi và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Vụ hè thu năm nay, xã Phước Trung ngưng sản xuất khoảng 100 hectare trồng lúa ở các thôn Tham Dú và Đồng Dày. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo ban quản lý các hồ dự trữ nước cho đàn gia súc uống. Hồ Phước Trung bên này là ngắn hạn lắm, nó khô, xong là ruộng được bỏ hoang cơ mà đâu có nước làm ruộng đâu. Bên này là hiện tại bên này là khó khăn lắm, chứ chủ yếu mưa xuống mới làm được, tại vì hồ nó nhỏ quá, hồ ít lắm, hồ nhỏ thì đất đai thì nó nhiều, rộng mênh mông, chứ cái nước thì thiếu nước, thì bà con ở đây là khó khăn lắm. Hiện nay thì trên địa bàn xã thì các hồ khu tưới của các hai hồ trên địa bàn xã Phước Trung và Phước Nhơn thì hiện nay cái mực nước hiện tại là đang ở mực nước chết. Thì trước tình hình như vậy thì trong cái vụ kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2018 thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Thì trong đó là có hai phương án. Thứ nhất là nếu mà tình hình mà thời tiết là không mưa và với cái lượng nước hiện tại thì chúng tôi khuyên cáo bà con là ngưng sản xuất toàn bộ diện tích mà sản xuất trên địa bàn xã. Phương án thứ hai, trường hợp mà có mưa và có lũ tiều mạn thì căn cứ vào tình hình thời tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch khuyến cáo bà con trồng giống cho nó phù hợp với lại thời tiết ở trên địa bàn xã. Hạn hán cục bộ trên diện rộng thời gian qua đã ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân trong tỉnh. Đến thời điểm này, tổng dung tích của 21 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 60%. Hiện gần 10 hồ chứa nước trên địa bàn các huyện Bắc Ái, Thuận Nam, Ninh Hải đã cạn kiệt và ở mực nước chết, dẫn đến nhiều vùng phải ngừng sản xuất để ưu tiên nguồn nước cho người và gia súc. Trước tình hình hạn hán, nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống hạn, giúp người dân ổn định cuộc sống. Về công tác, thứ nhất là xây dựng phương án kế hoạch để mà xác định của địa phương. Ở đây thì nhất là thung Suy Lê là thung mà xã nhất là của xã Phú Cắn là khoảng 35 km. Ở đây thì bà con thì cũng như là tình hình sản xuất cũng như là tình hình chăn nuôi thì rất là khó khăn. Theo dự báo, nắng hạn còn kéo dài đến tháng 9 năm 2018, nguồn nước ở các hồ sẽ tiếp tục xuống thấp. Các địa phương cần chủ động trong công tác chống hạn, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng hợp lý và chủ động đào ao giếng ngầm để dự trữ nước cho người và gia súc uống trong mùa khô.